Một quan chức Mỹ hôm 27 tháng 2 cho biết các đặc vụ tình báo của Iran và nhóm Hezbollah đang có mặt tại Yemen để hỗ trợ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào hoạt động vận chuyển quốc tế. Ông Tim Lederking, đặc phái viên của Mỹ tại Yemen, nói với tiểu ban thượng viện rằng chính quyền Tehran đang trang bị và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Houthi dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của Mỹ và Anh vào Yemen. Ông Lederking cho biết các báo cáo công khai đáng tin cậy cho thấy một số lượng đáng kể các thành viên Hezbollah của Iran và Liban đang hỗ trợ các cuộc tấn công của Houthi từ bên trong Yemen. Vào tháng 12 năm 2023, Nhà Trắng cáo buộc Iran đã tham gia sâu vào việc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mà người Houthi nói là nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến Israel-Hamas. Đặc phái viên Lederking thừa nhận rằng các cuộc tấn công vào Houthi chưa ngăn cản được lực lượng này và thực tế là Houthi vẫn tiếp tục và đã công khai tuyên bố sẽ không dừng lại cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Chiến dịch không kích đã khơi gợi sự hoài nghi từ một số thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ Chris Murphy, người đứng đầu tiểu ban quan hệ đối ngoại của Thượng viện về Trung Đông, đồng ý rằng Mỹ có nghĩa vụ đáp trả các cuộc tấn công vào tàu vận chuyển, nhưng ông lo ngại về tính hiệu quả. Ông lưu ý rằng Mỹ và Anh vừa qua đã không kích vào một số địa điểm mà Ả Rập Xê Út từng tấn công trong chiến dịch chống Houthi vào giai đoạn 2015-2022. Ông nói, nếu 23.000 cuộc không kích của người Ả Rập Xê Út còn không có tác dụng, thì làm sao chúng ta tự tin nói rằng chiến dịch không kích của mình sẽ cho kết quả khác? Lực lượng Houthi hiện kiểm soát các khu vực đông dân nhất của Yemen, gần đây đã thông báo về 17 tay súng thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phương Tây nhằm vào các cơ sở quân sự của nhóm. Các cuộc tấn công của Houthi đã ảnh hưởng đáng kể đến giao thông qua tuyến đường biển tấp nập ở Biển Đỏ, buộc một số công ty vận tải phải chuyển sang đi đường vòng quanh cực Nam Châu Phi, mất đến 2 tuần. Tuần trước, Ai Cập cho biết doanh thu từ kênh đào Suez đã giảm tới 50% trong năm nay. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.